Thông tin nhóm tiếp viên hàng không Vietnam Airlines mang ma túy và thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam trên chuyến bay VN10 bị bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong ngày hôm nay. Theo thông tin mà phóng viên chào buổi tối nắm được, Chi cục Hải quan phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ 4 nữ tiếp viên của Vietnam Airlines để điều tra về vụ việc này. Cụ thể, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã nắm được thông tin và đang yêu cầu hãng Vietnam Airlines Cảng vụ hàng không miền Nam báo cáo sự việc ban đầu. Cục đang chờ báo cáo chính thức từ các đơn vị tại địa phương để báo cáo về Bộ Giao thông vận tải. Liên quan đến nội dung này, ngày hôm nay 17 tháng 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất điều tra vụ nhóm tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines sách hơn 10 kg thuốc lắc và ma túy trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam. Theo thông tin ban đầu, chuyến bay VN10 bay từ Pháp và hạ cánh lúc 8 giờ 10 phút ngày 16 tháng 3 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Qua kiểm tra hành lý 4 nữ tiếp viên, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 10 kg ma túy được chứa trong các hộp kem đánh răng. Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã báo cho công an thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hiện nay vụ việc đang được cơ quan công an và hải quan xử lý nhằm xác định ma túy loại gì cũng như là lấy lời khai của các nữ tiếp viên để mở rộng công tác điều tra. Cũng theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, để phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường hàng không. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc bà Hồ Thị Thùy Dương, ngụ tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, gửi tiền tại phòng giao dịch Cam Ranh thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank, chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, và sau đó bị mất số tiền là 46,9 tỷ đồng. Ngày hôm nay, Sacombank lên tiếng xác nhận bà Dương là một trong những khách hàng có liên quan đến sự vụ xảy ra tại phòng giao dịch Cam Ranh. Theo thông tin của ngân hàng, ngay khi phát hiện sự vụ vào tháng 10 năm 2022, đã báo cáo đến ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa và chuyển sự vụ đến cơ quan có thẩm quyền để điều tra. Khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật. Đồng thời ra quyết định sa thải các cá nhân vi phạm nguyên là trưởng phó phòng giao dịch Cam Ranh và bổ nhiệm nhân sự mới để đảm bảo hoạt động ổn định của phòng giao dịch này. Ngân hàng này cũng cho rằng những thông tin khách hàng Hồ Thị Thủy Dương cung cấp là một chiều chưa đầy đủ và không phản ánh đúng bản chất sự việc. Cụ thể, ngân hàng này cho biết đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ và phát hiện có bằng chứng vay mượn hợp tác làm ăn giữa bà Dương và một số các cá nhân, nguyên là cán bộ nhân viên phòng giao dịch Cam Ranh trong nhiều năm. Thưa quý vị, trước đó bà Hồ Thị Thủy Dương đã gửi đơn cầu cứu tới Bộ Công an và ngân hàng nhà nước Việt Nam vì bị mất số tiền rất lớn tại Sacombank chi nhánh Cam Ranh vào hồi tháng 5 năm 2022. Kết quả sau kê phát hiện có 12 giao dịch rút tiền và chuyển khoản, Sau những khoản giao dịch này bà không hề thực hiện. Tổng số tiền của 12 giao dịch trên tương ứng với số tiền thâm hụt đã được kiểm tra nhiều lần, lên tới 46,9 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức lô đề do một nhóm phụ nữ cầm đầu điều hành. Tổng số tiền giao dịch bước đầu xác định là gần 60 tỷ đồng. Khoảng chiều tối ngày 16 tháng 3, gần 40 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khác đồng loạt đột kích bắt quả tang Phạm Thị Thanh, sinh năm 1973, chú tại phường Phước Ninh, quận Hải Châu cầm đầu. Cùng 5 người khác, trong đó có 4 nữ là Lê Thị Sáu, Võ Thị Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Thị Kim Ngọc và Nguyễn Thị Phương Oanh đang tổ chức đánh bạc. Quá trình bắt quả tang, các đơn vị nghiệp vụ thu giữ hơn 44 triệu đồng tiền mặt, 13 chiếc điện thoại, 4 chiếc máy tính cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý những người có liên quan. Thưa quý vị, mở rộng điều tra được biết nhóm này hoạt động vào khoảng tháng 6 năm 2022, đa phần là nữ giới. Mỗi ngày họ thu, nhận và chuyển tịch đề từ các đầu mối ở địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam. Số tiền đánh bạc dao động từ 200 đến 500 triệu đồng. Công an xác định sơ bộ tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong đường dây này trong thời gian vừa qua là hơn 60 tỷ đồng. Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Công Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cẩm Trung để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Lệnh bắt tạm giam được đưa ra sau khi công an mở rộng điều tra vụ bảo kê nuôi trồng thủy sản ở vịnh Bái Tử Long. Trước đó, 4 cán bộ đội kiểm soát, kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố Cẩm Phả bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ liên quan đến việc nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long và bị khai trừ ra khỏi Đảng. Ông Nguyễn Công Thọ từng giữ chức đội trưởng đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố Cẩm Phả. Thành ủy Cẩm Phả sẽ tiến hành các bước theo quy định xét kỷ luật cán bộ sớm nhất đối với ông Thọ từ tháng 8 năm 2022, các lực lượng chức năng của thành phố Cẩm Phả đã tổ chức gia quân xử lý các trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long. Đáng chú ý trong quá trình xử lý, cơ quan chức năng của thành phố Cẩm Phả đã phát hiện nhiều cán bộ của địa phương này tiếp tay cho các vi phạm trên nên đã chuyển cho cơ quan công an vào cuộc điều tra. Thưa quý vị, từ năm 2018 cho đến nay, với chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về tuần tra kiểm soát, công tác nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long, thuộc lãnh hải thành phố Cẩm Phả, đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố đã để xảy ra tình trạng các hộ dân nuôi trồng tự phát, ngoài vùng quy hoạch, lấn chiếm luồng lạch, mất an toàn giao thông đường thủy, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan trên vịnh. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, thành phố Hà Nội đã rầm rộ ra quân xử lý các vi phạm Vi phạm về lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên nhiều địa bàn quận huyện. Chưa dừng lại ở đó, lãnh đạo của thành phố cũng đã đưa ra những phát biểu thể hiện quyết tâm cao nhằm giành lại vỉa hè lòng đường cho người đi bộ. Thế nhưng câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn là liệu chiến dịch lần này đạt được hiệu quả đến đâu và có điểm gì khác so với lần trước? Hay chỉ được một thời gian rầm rộ thì đâu lại vào đó? Và câu chuyện lấn chiếm vỉa hè lòng đường tiếp tục tái diễn và mãi trở thành chuyện cũ nhưng không bao giờ hết tính thời sự. Để có thể chia sẻ với chúng ta về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay khách mời là tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông. Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân vâng Thủy à. đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn. Vâng ạ, thưa ông, thành phố Hà Nội thì đang có những cái ý kiến phát biểu thể hiện về sự quyết tâm rất cao độ trong chiến dịch lấy lại vỉa hè lòng đường lần này. Vậy ông có ý kiến như thế nào về việc này ạ? Theo tôi thì cái cái chủ trương mà mà chiếm lại vỉa hè, giải phóng vỉa hè trả lại cho người đi bộ là cái đúng và việc thành lãnh đạo thành phố mà có những cái phát biểu cương quyết và có trách nhiệm thì tôi cho đó là một tín hiệu tốt tuy nhiên cái quan trọng là cách làm như thế nào và có hiệu quả đến đâu theo tôi thì chúng ta phải 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 xem xét vấn đề này vâng ạ à, trong cái lần thực hiện lần này nếu như mà chúng ta có thể quan sát thực tế một cái điều rất là dễ nhận ra đó là vẫn phải trông chờ chủ yếu vào lực lượng chức năng của quận của phường trong những công tác gia quân xử lý và chưa có một cái giải pháp nào khác để có thể thay thế như những đợt trước à, vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu cái chiến dịch lần này có đạt được hiệu quả hơn những lần trước hay không hay là đâu và lại vào đó chúng ta hy vọng rằng là lần này với cái sự phát biểu và cái quyết tâm của thành phố thì có thể đạt được một kết quả nào đó. Được. Tuy nhiên là riêng cá nhân tôi tôi thấy là cần phải phải xem cái này, đúng không ạ? Tức là đã làm mà trực tiếp làm thì tất nhiên là cơ quan chức năng, công an, rồi thanh tra giao thông, rồi phường, rồi quận. À, thế nhưng mà khi làm chúng ta phải có cái giải pháp tổng hợp và đồng bộ. Chứ nếu mà chỉ có là là uh, coi rằng là người dân sai pháp luật và chúng ta ra người chúng ta xua đuổi người ta và không có giải pháp đồng bộ một cách tình lý thì tôi cho là khả năng hiệu quả cũng không cao đâu theo tôi là như vậy. Dạ vâng ạ. À, trong quá khứ thì chúng ta có thể thấy là không phải là lần đầu tiên à, thành phố có những cái công tác chiến dịch và gia quân để có thể à, xử lý à, những cái người mà lấn chiếm về hè lòng đường. À, vậy thì cá nhân ông quan sát ạ trong cái chiến dịch lần này thì có cái điểm gì khác so với những lần trước hay không ạ? về tôi thấy rõ là là cái quyết tâm thành phố là có. Đồng chí chủ tịch mới cũng có ý kiến. Trước đây thì khi mà giải phóng vỉa hè thì là chủ tịch thành phố ít ít can thiệp đó. Họ coi đấy là quyền của quận của phường. Cho nên nhưng mà lần này thì đồng chí chủ tịch đã có ý kiến và tôi cho rằng là cả hệ thống chính trị của thành phố cũng phải ra quân. Cũng phải nhìn nhận đây là một vấn đề hết sức quan trọng chứ không phải là một cái vỉa hè của con vỉa hè nó là một phần không thể thiếu trong mạch máu giao thông nếu mà vỉa hè mà bị lấn chiếm như hiện nay thì sẽ gây ra nhiều cái cái hệ lụy thứ nhất là vấn đề gây ủn tắc giao thông và người dân phải đi xuống xuống dưới đường thứ hai là gây mất tai nạn giao thông mỗi năm thành phố hà nội này chết khoảng độ bốn năm trăm nghìn bốn người thì trong đó có cái việc là đi xuống do vỉa hè à, cái thứ ba là gây ra ô nhiễm môi trường gây ra là cảnh quan đô thị thì nhác, nhát đúng không ạ gây ra mất an ninh tức là cái hệ lụy của cái cái chiếm vỉa hè rất lớn à, cho nên là chúng ta phải giải quyết vấn đề này nhưng mà giải quyết vấn đề đó phải đồng bộ phải hợp lý có tình có lý và phải có lộ trình phải có sự quyết tâm phải có bài bản và phải có cái sự gọi là thông suốt từ trên xuống dưới và trước hết là phải giải thích cho người dân và tạo điều kiện của người dân về cuộc sống của họ nếu mà khi mà chúng ta giải phóng về theo tôi cái đó nó sẽ là là hợp lý hơn và lâu dài hơn